Anh em Tam Mau đổi đời nhờ YouTube, từ chăn bò đến lương tiền tỷ, xây biệt thự mua xe xịn. Tổng chi phí đầu tư biệt thự mới của anh em mình nó rơi vào 6 tỷ 7. Vũ trụ YouTube luôn xuất hiện những gương mặt với khả năng sáng tạo đa dạng, thực hiện nhiều thể loại nội dung khác nhau. Thế nhưng, những YouTuber vẫn được khán giả nhắc lại, dù không còn hô mưa gọi gió như thời điểm vài năm về trước. Trong đó có cặp đôi của Tam Mau TV. Tam Mau TV có xuất phát điểm là ẩm thực Tam Mau, được hai YouTuber gồm Mau Ca, Lê Mạnh Cường và Mau Đệ Nguyễn Văn Dũng thành lập. Ở thủa mới ra mắt, nhờ những video nói về cuộc sống đồng quê dân dã như Mau Đệ Đệ trộm cá vàng, thằng béo đi thả ông công ông táo và cái kết, Tam Mau làm cặp đền ông sao lớn nhất Việt Nam và cái kết, kênh YouTube này đã thu về hơn 3 triệu lượt theo dõi. Được biết, cả hai đều là người dân tộc Mường, xuất thân nghèo khó, từng phải chăn bò hoặc làm thợ điện kiếm sống. Đáng chú ý, khán giả còn quan tâm đến hai người khi Mau Ca chỉ cao 1m4, còn Mau Đệ chưa tới 1m. Tuy nhiên, trong thời điểm hưng thịnh nhất, cặp đôi YouTuber này lại phạm sai lầm khi dính đến nghi án ăn chim quý trong sách đỏ. Một số video khác còn dấy lên nghi án đối xử không tốt với động vật, gây phản cảm. Vấn đề này đã khiến khán giả không hài lòng, nhiều người còn yêu cầu hai anh em xóa kênh. Ngay sau khi bị cư dân mạng bức xúc, họ quyết định xóa video và tiếp tục thực hiện những clip khác chỉn chu hơn. Sự thay đổi này giúp khán giả trở lại với họ, tạo tiền đề cho những kênh khác được thành lập. Họ tập trung vào những video hài hước, có phần trẻ con nhưng lại được nhiều người quan tâm. Nhiều người làm YouTube theo phong trào nhưng không thể phủ nhận rằng mạng xã hội này là nơi sáng tạo chơi mà giàu thật. Hiện tại kênh ẩm thực Tam Mau đang có lượt theo dõi hơn 3,7 triệu người và Tam Mau TV là hơn 1,8 triệu người. Ngoài ra, hai anh em này còn có chuỗi các kênh nhỏ trong các hoạt động như game, khoe nhà cửa. Nhờ vào lượt theo dõi khủng này, họ đã nhận được hai nút vàng từ năm 2020. Cafebiz thông tin, hai anh em Tam Mau từng tiết lộ vào tháng 10 năm 2018 rằng họ đã kiếm được 4,7 tỷ đồng, chưa trừ tiền thuế và phí cho công ty quản lý. Đầu năm 2020, Tam Ca đã hé lộ những hình ảnh mới về căn biệt thự siêu lớn của mình tại Ba Vì, Hà Nội. Căn nhà này có diện tích khoảng 800m², được xây theo hướng hiện đại, đầu tư nội thất và khoảng sân vườn cực rộng. Chia sẻ về video, người này nói, cơ ngơi này là cả thanh xuân dành cho gia đình. Năm thứ nhất đại học, từng ao ước ra trường lương tháng chục triệu, được đi đây đi đó với công trình. Năm thứ hai đại học, quen anh phòng bên làm kỹ sư lương tháng 15 triệu, lúc đó mình ao ước và hy vọng kinh điển. Năm thứ ba, thứ tư, đi làm thêm điện nước thấy ông anh kể bạn anh làm trưởng phòng gì đó, lương tháng 60 triệu, năm sau nữa nợ nần ngập đầu, bỏ bê học hành đi làm đóng lãi, vì ước mơ làm giàu không khó. Lúc sắp ra trường, chỉ ước ao năm 30 tuổi có 1 tỷ trong tay, vậy mà thêm mấy mùa khoai sọ, giờ đã 29 gần 30 tuổi, vẫn thiếu 1 tỷ rưỡi nữa là ước mơ thành hiện thực. Bên cạnh Mau Ca, Mau Đệ cũng gây sốt khi hé lộ ngôi nhà bản thân xây dựng được nhờ hơn 3 năm làm YouTuber. Như anh giới thiệu trên video thì căn biệt thự có phòng khách rộng rãi, phòng ngủ có chiếc giường hình xe ô tô, thêm một trang trại nuôi gà. Được biết, căn nhà của Mau Đệ có diện tích khoảng 300m² và chi phí xây dựng lên đến 2,5 tỷ đồng. Ngoài việc nuôi gà, Mau Đệ còn xây dựng một bể cá koi với trị giá khoảng 600 triệu đồng, xung quanh trồng khá nhiều hoa cỏ và cây đất tiền. Theo lời giới thiệu từ Mau Ca thì Mau Đệ mất khoảng 200 triệu đồng để nhập khẩu cá koi từ Nhật Bản về Việt Nam, mỗi con đều có giấy khai sinh riêng. Tổng 250 triệu nha. Không chỉ gây sốt từ việc xây nhà tiền tỷ, anh em Tam Mau còn khiến dân tình ngỡ ngàng khi mua xe đắt tiền. Cụ thể, cả hai đã mua một chiếc xe hơi có giá khoảng 1,3 tỷ đồng khá sang chảnh. Đầu năm 2021, Mau Ca bất ngờ thông báo về việc bản thân đã kết hôn. Được biết, vợ Mau Ca là Linh Bống, người phát triển kênh YouTube của anh, sở hữu nét đẹp duyên dáng, dịu dàng. Hiện tại, vợ chồng Mau Ca đã có hai em bé xinh xắn, kháu khỉnh. Về chuyện hôn nhân của Mau Đệ thì không có nhiều thông tin, khiến dân tình khá tò mò. Câu chuyện làm YouTube của anh em Tam Mau hiện vẫn đang là chủ đề được quan tâm, đôi khi còn gây tranh cãi kịch liệt. Trong câu chuyện này, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ cho Gian biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!